Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2019. Bên cạnh chúng tôi là anh Nguyễn Văn Tánh, anh là chủ tịch cộng đồng Liên hoan Hoa Kỳ, nhưng cái điều đặc biệt anh là trưởng ban tổ chức của những kỳ diễn hành văn hóa quốc tế tại New York. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được nhắc lại, cái diễn hành văn hóa này là do tổ chức di dân của Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm vào tháng 6. Và thưa quý vị, để cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta tung bay ở New York, bên cạnh các lá cờ các dân tị nạn khác, các sắc dân di dân khác đến Hoa Kỳ, thì kính thưa quý vị, đó là một quá trình đấu tranh rất là gian khổ. Và chúng tôi mời quý vị nghe anh Tánh trình bày về đây là lần thứ bao nhiêu mà cộng đồng người Việt quốc gia của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta có mặt trong cuộc diễn hành văn hóa này, và điều gì mà chúng ta có thể làm được, và anh cần những điều gì ở cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Mời anh. Cảm ơn Nghệ Lữ và kính chào toàn thể vị khán thính giả. Thì kính thưa toàn thể quý vị, ngày diễn hành văn hóa quốc tế là do cơ quan di dân văn hóa Liên Hợp Quốc tổ chức từ năm 1986. Thì đến hôm nay là 34 năm và riêng cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta là bắt đầu tham dự từ năm 2000. Thì bây giờ là năm thứ 20. Và lần đầu tiên với chủ đề Hai Bà Trưng Khởi Nghĩa, chúng ta đã được 3 giải nhất. Thứ nhất là đẹp nhất, thứ hai là đông nhất và thứ ba là có ý nghĩa nhất. Phải nói là trong suốt 19 năm qua, cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta đã đạt nhiều vinh dự và phải nói là tất cả các quốc gia khác họ rất là nể trọng. Thứ nhất là vấn đề bảo tồn và giữ gìn cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Thứ hai là phô diễn cái nét văn hóa dân tộc trước cộng đồng thế giới. Một cái điều mà rất là quan trọng và chúng ta phải bảo vệ trong suốt 44 năm, đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ chính nghĩa quốc gia. Quý vị biết đó, hàng ngàn lá cờ tung bay ngay đại lộ 6, đường 43 đến được đổi lại một cái thành phố chiến lược mà cả thế giới đang hiện diện ở đó. Bởi vậy, nếu chúng ta không hiện diện và chúng ta một ngày nào đó chúng ta không đủ điều kiện để thực hiện, thì Cộng sản Việt Nam họ sẽ sẵn sàng và họ chờ chúng ta bỏ cuộc để họ nhảy vào và họ sẽ thực hiện, và họ thực hiện thì lá cờ đỏ sẽ tràn ngập thành phố New York. Đó là một điều sỉ nhục và tủi nhục cho cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta. Bởi vậy, đây là cái ngày không phải là một năm, hai năm, mười năm, mà phải nói là từ đời này sang đời khác. Dù chúng ta ở 100 năm sau, đời con, đời cháu chúng ta cũng phải bảo tồn văn hóa của dân tộc. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta phải thực hiện. Rất mong được tất cả quý vị khắp mọi nơi trên thế giới, không những ở Hoa Kỳ mà Âu Châu, Úc Châu, Canada cũng thực hiện. Thì đối với quý vị cũng biết hàng năm đó, chúng tôi cũng vận động ở Úc Châu thì hơi xa, có năm thì có một vài người, nhưng mà năm nay đặc biệt là có Canada và có bên Âu Châu tham dự. Thì quý vị biết là từ ngày mà cái hotel ông Trần Đình Trường đã bán cách đây 4 năm, hơn 4 năm, thì quý vị cũng biết là cái ban tổ chức chúng tôi khó khăn vô cùng. Tình trạng New York, thứ nhất là không có báo chí, không có truyền thông, không có truyền hình, và phải nói là không có những cái business để mà làm việc, cho nên cái việc mà thực hiện nhân sự thì cả một cái thành phố mười mấy triệu dân chỉ có 9.000 người Việt mà thôi. Bởi vậy cho nên thật sự là nói là quý vị biết là rất là nhiều khó khăn trong cái việc tổ chức, mà tất cả mọi vấn đề đều là rất ư là giá cả cao, trở ngại về vấn đề xe cộ. Thí dụ như quý vị biết là cái việc, thí dụ chúng tôi muốn thực hiện như vậy là chúng tôi phải đi tìm hotel cái giá rẻ để chúng tôi ký hợp đồng một năm trước, ký nhà hàng chúng tôi cũng phải ký cả năm trước, chứ không bao giờ mà ký 3 tháng 5 tháng mà có cả. Bởi vì đó là một cái trở ngại mà nếu chúng ta không có tài chính để chúng ta thực hiện thì chúng ta không thể nào tiếp tục để mà thực hiện cả. Cá nhân chúng tôi, quý vị cũng biết, rất đau khổ trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi đã làm việc ngày đêm để mong làm sao. Thứ nhất là như tôi đã trình bày là đây là cái vinh dự của người Việt hải ngoại chúng ta, và cũng là một lá cờ chính nghĩa quốc gia mà chúng ta phải bảo tồn trong 44 năm qua, và chúng ta không thể để rơi bất cứ vào những chuyện gì xảy ra mà nó có thể tạo cho mình mất chính nghĩa cả. Bởi vậy cho nên chúng tôi luôn luôn kêu gọi toàn thể quý vị hãy để cho con em tham dự, kêu gọi con em tham dự để chi? Để với cái giới trẻ họ tiếp nối cái vấn đề sự nghiệp bảo tồn văn hóa của chúng ta. Thì rất mong được tất cả bà con, cô bác khắp mọi nơi trên thế giới đóng góp và hỗ trợ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi được biết là
cái giá hotel ở New York rất là mắc, và đồng thời với cái số lượng nhân sự ban tổ chức không nhiều, nhưng họ phải cố gắng đi đưa đón tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới đi về. Và ngay cả cái bữa gọi là cái tiệc tri ân có những người đến tham dự, ban tổ chức phải tự lo. Thưa quý vị, thì vì điểm đó cho nên anh Tánh đã phải đi khắp các tiểu bang để mong là có cái số tiền để mà tổ chức cho được trọn vẹn. Thì thưa anh có thể cho biết là dự trù đó thường một năm như vậy chúng ta tổ chức nó khoảng bao nhiêu thưa anh? Cảm ơn anh Dạ Lữ, cảm ơn toàn thể về khách thính giả. Thì quý vị biết không, mấy năm nay đó cái ước lượng chúng tôi xài từ 55 cho đến 70 ngàn đô la trong một năm. Tại vì chi phí cho xe hoa, cho trang trí, rồi đưa đón khách sạn, nhà hàng, rồi cho quý vị biết là truyền thông, báo chí, ca sĩ và một số các bạn trẻ tham gia vào những cái sinh hoạt như thế này, rồi quần áo, và phải nói là tất cả những cái dự kiện cờ, rồi biểu ngữ, đó tất cả rất ư là rồi từ cái quý vị biết cái nhà vệ sinh chúng tôi phải lo, rồi ăn uống cho cái cuộc diễn hành. Đó là một số dự kiện mà chúng tôi dự trù tối thiểu là từ 55 cho đến 70 ngàn đó, Nghĩa Lữ. Vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là anh Quy, anh là chủ tịch cộng đồng miền miền Trung của California. Và thưa quý vị, anh cũng là trưởng ban tổ chức của buổi gây quỹ diễn hành văn hóa tại Fresno, theo lời kêu gọi của anh Nguyễn Văn Tánh. Vâng, kính thưa quý vị, là một người rất trẻ, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi đến tại Fresno, chúng tôi đang có mặt ở tại Fresno, thì thấy rằng anh Quy đã lo liệu mọi việc cho những người ở xa đến, ở từ San Jose, ở từ Stockton xuống rất là chu đáo. Và thưa anh có thể cho biết rằng vì sao ở Fresno nó không có đông công, nó không có đông cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản lắm, thì việc tổ chức gây quỹ này đó chắc chắn là có những cái khó khăn, nhưng mà anh cũng đã phải tốn công sức tiền của vân vân, thì thưa anh nói tại sao là điều này? Alo, xin chào anh Nghệ Lự và xin chào tất cả khán giả khắp nơi trên thế giới. Tôi là Lê Quy, chủ tịch của cộng đồng người Việt miền Trung California, cũng như là trưởng ban tổ chức của ngày lễ gây quỹ của chương trình diễn hành văn hóa quốc tế tại thành phố Fresno hôm nay. Thì sự thực mà nói, tất cả chúng ta ai cũng gặp nhiều khó khăn, bất cứ thành phố lớn nhỏ hay chỗ nào cũng gặp nhiều khó khăn. Cái điều quan trọng là chúng ta có cái lòng, chúng ta có cái lý tưởng để làm một cái gì đó cho đồng bào của chúng ta, cho tổ quốc của chúng ta hay không. Khi mà chúng ta đã có lý tưởng rồi thì chúng ta thực hiện và những cái người bạn chung quanh của chúng ta sẽ ủng hộ. Như quý vị đã thấy, mặc dù tổ chức ở Fresno rất là xa, nhưng mà các chú, các bác, các cô từ San Jose, từ Stockton, từ Sacramento vẫn lặn lội xuống đây được. Là vì sao? Vì họ có cái tấm lòng và họ nhìn rõ được cái vấn đề và họ sẽ ủng hộ cho chúng ta. Thành cái vấn đề, thành phố nhỏ, đóng ít, nó không quan trọng, mà quan trọng là cái tấm lòng của chúng ta đối với quê hương, đối với cái lý tưởng mà chúng ta sẽ phục vụ. Ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng đứng lên hướng về hai lá cờ thân yêu của chúng ta để làm nghi thức chào cờ. Cờ quốc ca Hoa Kỳ. Và giữ nước để tưởng nhớ đến chư thánh tự đạo đã dâng hiến cuộc đời mình cho chính pháp và dân tộc, để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào ta không chấp nhận chế độ cộng sản đi tìm tự do, đã bỏ mình nơi biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào
đã hy sinh trong lao tù cộng sản vì bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam. Và nhân ngày tháng tư đem phút mặc niệm để tưởng nhớ đến người anh hùng ở đen Lý Tống, phút mặc niệm bắt đầu. Ông Lê Đình Quý là chủ tịch của miền Trung Bắc California lên để mà phát biểu khai mạc chương trình ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, Quý xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô, các chú, các bác và các chị em đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thật là hạnh phúc biết bao khi chúng ta có thể nhìn thấy những cô, các chú, các bác từ những thành phố xa xôi như San Jose, Oakland, Stockton, Sacramento đã nhận ngài đường xa xa xôi để về đây cùng đồng bào chúng ta tại vùng Central Valley. Chúng ta cùng nhau đón cái buổi tiệc chuẩn bị cho diễn đàn văn hóa quốc tế. Thực là cảm động, thực là hạnh phúc khi chúng ta nhìn thấy các cô, các bác, các chú dù là già yếu, dù sức khỏe không còn bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng hết sức. Vì sao? Vì trong lòng của các cô, các chú, các bác và cả chị em ở đây đều có một lý tưởng chung là chúng ta làm sao phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho quê hương, đem cái nền văn hóa của quốc gia chúng ta đưa ra trước thế giới. Chúng ta đây cũng là một trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng ta khi giữ thêm cái nền văn hóa tốt đẹp của quê hương của chúng ta cho tất cả thế giới, và cũng như chúng ta có thể mang lá cờ vàng và sắc đỏ của chúng ta tung bay trên bầu trời New York để giới thiệu đến với tất cả các cộng đồng vàng thế giới. Bây giờ Hà Vân xin giới thiệu đại diện của Hội Thánh Tin Lành, Mục sư Nguyễn Nhật Tạo. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Mục sư Nguyễn Nhật Tạo. Tôi rất xúc động khi được mời lên đây để phát biểu trong buổi hôm nay. Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ chuẩn bị cái tinh thần để phát biểu, nhưng dẫu sao chăng nữa thì tôi cũng muốn nói lên tâm trạng của mình trong dịp này. Thưa quý vị, chúng ta đã có mặt ở hải ngoại trong hơn 44 năm, là 44 năm dân tộc Việt Nam chúng ta đã rời khỏi quê nhà để ra đi. Và điều chúng ta muốn giữ được cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam ngay ở hải ngoại này. Vì theo tôi thì thời gian qua khi tôi lên thách đô này thì tôi nhận định ra một điều là người Việt rất là ít, cộng đồng thì lúc đó còn rất là yếu ớt. Nhưng sau đó thì ông Lê Đình Quý hiện nay là chủ tịch của cộng đồng có xây dựng hội gọi là hội khuyến học để giúp đỡ, khuyến khích, nâng đỡ các em học sinh, các em giỏi để làm sao có thể hiểu được cái nền văn hóa của người Việt Nam mình. Hôm nay thầy Thích Trung Tịnh đại diện cho chùa Thiện Ân không đến được với chúng ta, tuy nhiên chúng ta có thư ký cũng như những Phật tử có mặt tại đây ngày hôm nay và cũng là những người đã giúp đỡ ban tổ chức rất nhiều. Hà Vân xin một tràng pháo tay cho đại diện chùa Thiện Ân. Và Hà Vân cũng thấy có sự hiện diện của anh Vũ Minh Trường cũng như là chị Hai Bắc Kỳ và tất cả những phu nhân của anh Vũ Minh Trường cũng như là anh Phạm Hữu Sơn và tất cả những quý vị từ miền Bắc Cali. Hà Vân kính mời anh Phạm Hữu Sơn. Bên cạnh tôi đây là anh Nguyễn Hữu Hiến, nguyên chủ tịch cộng đồng Tốt Tình, và anh Vũ Minh Trường là chủ tịch hội đồng điều hành của cộng đồng người Việt Bắc Cali. Tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta ở Mỹ đã 44 năm. Cái lá cờ vàng và sọc đỏ cùng theo chúng ta 44 năm. Ngọn cờ vàng và sọc đỏ mỗi ngày một tung bay trên khắp các nước ở trên thế giới. Còn cộng sản, họ đã nói ngày 30 tháng 4 là ngày họ chiến thắng
nhưng mà thật sự đến giờ phút này họ không dám tổ chức, bởi vì tất cả những mánh khóe lừa bịp đồng bào cũng như ở trên thế giới đã lộ liễu, và bọn họ đã rất lấy làm khổ nhục mà cứ muốn đến ngày 30 tháng 4. Do đó, đồng bào của chúng ta ở khắp hải ngoại tổ chức tưng bừng để chúng ta tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Mặc dù đường rất xa xôi từ Stockton, Bắc Cali chúng tôi đến đây là vì cái lý tưởng quốc gia của chúng tôi, thứ hai là để hỗ trợ cho cái ngày văn hóa quốc tế 2019 do ông chủ tịch Hồng Kông ở New York tổ chức. Nhưng mà cái điều á, chúng tôi hãnh diện nhất và cảm động nhất là chúng tôi đến đây như được ông Quý là chủ tịch cộng đồng của Fresno của miền Trung đây. Quý vị thấy ông Quý vừa đẹp trai vừa dễ thương không ạ? À? Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là cái tinh thần quốc gia của ông Quý. Tuổi trẻ đã làm gương cho lớp trẻ hậu bối của chúng tôi thế hệ thứ ba để mà tiếp tục giữ vững cái ngọn cờ quốc gia này. Vì thành phố Stockton không phải là một thành phố lớn so với San Jose, so với Oakland, so với những cái vùng khác Đông Việt Nam, nhưng mà sự hiện diện của quý vị ở Fresno đã làm cho chúng tôi có một sự ngưỡng mộ, là bởi vì quý vị đến đây mặc dù là có nhiều những event khác nhưng mà quý vị vẫn bỏ để quý vị đến đây với cộng đồng. Đó là một điều hãnh diện, bởi vì chúng ta là những người luôn luôn bảo vệ cờ vàng ba sọc đỏ. Kính thưa toàn thể quý vị cũng biết rằng cái tiểu bang New York là một cái nơi mà rất là lớn, nhưng người Việt toàn cả một cái thành phố trên 10 triệu người thì có 9.000 người mà thôi. Bởi vậy cho nên cái việc mà tổ chức nó trở ngại về vấn đề tài chính cũng là nhân cũng như là nhân sự. Cho nên vì thế đó, trong suốt 19 năm qua, tôi phải lặn lội từ khắp mọi nơi để vận động về vấn đề tài chính cũng như nhân sự để thực hiện cái việc bảo tồn văn hóa cũng như phô diễn cái nét văn hóa của dân tộc trước cộng đồng thế giới. Cái điều quan trọng đó mà tôi muốn trình bày cùng toàn thể quý vị là chúng ta 44 năm qua chúng ta bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ chính nghĩa quốc gia. Nếu chúng ta để rơi vào tay cộng sản thì lá cờ đỏ sẽ tràn ngập thành phố New York. Buổi gây quỹ cho diễn hành văn hóa tại New York năm 2019 được tổ chức tại Fresno. Phần văn nghệ được các ca sĩ Quỳnh Phi Tiễn, Mai Vi, Đỗ Tiên Dung, Đào Minh Tâm và các ca sĩ địa phương đóng góp. Sương từ khu chiến về thăm xóm, ngàn xa pháo lấp lánh tổ chức, số thu được trên 7.000 USD.
Chương trình bắt đầu từ 7 giờ tối và chấm dứt khoảng 11 giờ đêm cùng ngày. Nhưng chỉ mỗi con